Thùy Tiên không thể kiếm được 70 tỷ trong 3 tháng, mọi thứ chỉ là câu nói đùa của ông Nawaz. Đại diện công ty quản lý của Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng trước thông tin ông Nawaz tuyên bố nàng hậu kiếm về thu nhập khủng trong thời gian cực ngắn. Vừa qua, trong một chuyến gặp gỡ truyền thông cùng Hoa hậu Thiên Ân, đại diện quản lý chung của nàng hậu và Thùy Tiên đã bất ngờ lên tiếng đính chính về việc Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 không có khả năng kiếm được số tiền lớn đến như vậy trong vòng 3 tháng. Người này chia sẻ, việc ông Nawaz nói thu nhập của Thùy Tiên là 70 tỷ là nói giỡn. Con số thật sự không phải như vậy. Làm sao trong một thời gian ngắn sau đăng quang mà Tiên có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Đây chỉ là một câu chuyện giỡn vui thôi. Hay trong một cuộc livestream khác, ông Nawaz nói là may mà chọn Tiên là hoa hậu chứ không thôi mấy cô khác là không kiếm được nhiều tiền. Đồng thời đại diện của Thùy Tiên cũng đề cập đến tính cách của ông Nawaz. Sau nhiều lần làm việc, bà đánh giá chủ tịch Miss Grand là một người dễ thương. Nghĩ gì nói đó và nóng tính một chút rồi thôi. Người này cũng khuyên fan đừng đối đầu với ông Nawaz, hãy giữ hòa khí giữa hai bên. Trong giai đoạn Thùy Tiên còn đương nhiệm, ông Nawaz đã nhiều lần công khai mức thu nhập của Thùy Tiên khiến cô nàng phải đỏ mặt. Ông từng tuyên bố Thùy Tiên là nàng hậu đem về nhiều lợi nhuận thương mại nhất cho tổ chức và chăm chỉ làm việc. Vì vậy, vị chủ tịch luôn dành nhiều sự yêu thương cho nàng hậu và không khỏi khoe khoang sự tự hào về lựa chọn đúng đắn của mình khi giao vương miện cho đại diện Việt Nam vào năm 2021. Sự việc lùm xùm diễn ra giữa ông Nawaz và cộng đồng fan Việt đã khiến Hoa hậu Thùy Tiên phải khó xử dù đã kết thúc nhiệm kỳ. Hiện tại, mạng xã hội vẫn chưa thôi bàn tán về Miss Grand International và yêu cầu chủ tịch cuộc thoi này phải nói xin lỗi với Thiên Ân về những lời lẽ không mấy tốt đẹp.